Em nghe phản động chê giải phóng mình lạc hậu trong kháng chiến, nhưng em thấy quân giải phóng mình hạ được những thiết bị hiện đại nhất của Mỹ thì sao gọi là lạc hậu được? Quan điểm của anh như thế nào? Không, lạc hậu thiệt. Đúng không? Nói chung là quan điểm của anh thì trong kháng chiến vẫn là lạc hậu thôi. Không thể nào so với được với những cái thiết bị tối tân của Mỹ đế được em. Nhưng mà mình sáng tạo trong chiến đấu, đúng không? Mình có những cái con người bất khuất kiên trung và những cái con người luôn biết vượt khó. Đó, để từ đó mình đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, cái đó cái điểm son cách mạng các em. Nói về tiền bạc đó, thì Việt Nam mình không có nhiều hết đó. Mà quýnh em biết được cái hàng rào McNamara của Mỹ, kêu là hàng rào điện tử đó các bạn, trong trận mà nó thời thời điểm mà trận Mậu Thân Khe Sanh rồi đó. 2 tỷ đô. 2 tỷ đô mình qua mình quýnh cái nó bay 2 tỷ luôn. Cay lắm chứ, 2 tỷ đô đó lớn lắm mà. Cái đó mà các bạn đó mặc dù bạn phản động nhưng mà bạn nhận nhận định vậy đúng các bạn. Nhận định như là khen mình đó chứ không phải dìm hàng nha. Đó, một cái quân đội được trang bị tận răng mà phải thua đu càng bỏ chạy thì cái chuyện đó là chuyện nhục chứ không phải là chuyện vinh, đúng không? Còn mình là những cái người anh hùng áo vải, nó giống như anh hùng áo vải Tây Sơn vậy đó bạn. Đó, mình ăn uống thiếu thốn, mình bị sốt rét rừng đồ này nọ các kiểu, hiểu không? Mình đi xe cũ, mình xài xăm hai mà mình bắn rụng B52 nó mới đỉnh. Nói chung á, cái đó đối với anh đó là một cái điều nó kỳ diệu, nó tạo ra một cái dân tộc Việt Nam có được một cái cuộc kháng chiến thần thánh mà không có một dân tộc nào có thể có được nha mấy em. Đối với anh nó là vậy đó. Anh đồng ý với quan điểm của bạn phản động đó, là bạn nói là ở Việt Nam mình lạc hậu trong kháng chiến theo quan điểm cá nhân và sự tìm hiểu của anh. À, chào bò đỏ chúa Duy Nguyễn đồ và tụi bò đỏ con đồ đó, nó nói chuyện kìa. À, nay dịch giờ nay dịch tội gì, nay dịch tụi bò đỏ lương ba củ tiền đâu mua súp đồ, uống nước rau muống thay được không đồ, bổ ngang thịt bò đồ. Thì bây giờ tôi hỏi là đang dịch Covid kìa, đang dịch Covid kìa, 4 5 tháng á, mà gì 4 5 tháng á, mà phản động con nhận được có 600 đô có đủ xài không hả, có đủ xài không, hỏi thiệt á, không khịa này. Bạn nói nhận lương ba củ bốn củ đó chuyện của bạn, tôi nói chuyện là phải có chứng cứ đàng hoàng. Bây giờ dịch Covid ở bên Mỹ từ tháng Giêng tới bây giờ rồi, không bàn cãi nữa, nhận được 2 lần, đúng không? Nhận được 2 lần cứ cho là được 1.800 đi, đúng không? Lần 1.200 với lần 600 là được 1.800, đủ xài không ta? Ở còn ở bên Mỹ thì không có rau muống thịt bò khỉ khô gì, tất cả mọi thứ đều phải mua bằng tiền hết. Nó trả lời mình cái đi bạn, rồi giờ cái hai cái câu đầu thì quá dễ để đam rồi ha, các bạn còn phải nói nữa. Vô nó chào mình là bò đỏ chúa Duy Nguyễn và tụi bò đỏ con rồi, câu này siêu mất dạy rồi khỏi bàn nữa. Thì giờ các bạn chào lại sao cho nó ngầu các bạn, nếu giờ mình nói mình chào bò vàng thì sao bạn giận, tại vì cái màu vàng giờ đang nhạy cảm, nó màu vàng bây giờ nó đang chuẩn bị FBI điều tra rồi. Nó thật sự thằng này tha nó đi không thấy hối hận các bạn, không lẽ giờ nó lóc nó lại luôn ta, cho nó vô nó không nói được cái câu gì hay, nó không có mang được niềm vui tiếng cười cho khán giả, nó không có mang được cái thông điệp tích cực yêu thương, đúng không? Mà nó vô nó nói mấy câu nó lú lú sao á, nó thật sự với bạn rồi tôi chán lắm luôn. Tôi làm cả ngày mệt mỏi này nọ, tôi vô tôi live stream tôi chia sẻ, tôi thể hiện niềm vui tiếng cười thông điệp yêu thương cho Việt Nam, gặp tổn thứ gì đâu không. Nói gì Duy có được đi Mỹ đâu mà biết, nước Mỹ sao bằng Việt Nam được, Duy nhỉ, sống ở Việt Nam mà Mỹ cái gì cũng biết, nên nhờ vào dịch có cả người tới đưa lương thực trợ cấp nhé. Ok, nói chung thì nên nhớ Mỹ dịch có người vào đưa tận nhà trợ cấp nhé. Là tôi nói chung tôi cũng biết đó bạn, giờ Mỹ mà còn dám ho cái chuyện dịch đó, tôi cũng lại cái độ 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 mặt dày của bạn luôn rồi. Bây giờ nói tốt thiệt với bạn, cái dịch Covid đó là cái sự nhục nhã của nước Mỹ, người ta muốn quên đi, má bạn đi còn còn bươi ra nữa. Tôi hỏi thẳng các bạn luôn á, bây giờ bao nhiêu người ở đây mà dám nói cái chuyện dịch ở bên Mỹ mà nổ, từ chính trị gia cho tới người bình thường, người ta muốn quên đi một cái năm 2020 quá nhục nhã, người ta muốn quên đi một cú tát mà phải là cú tát một cú knock out luôn. Trời đất ơi, Mỹ bây giờ mà còn dám nói chữ dịch ra nữa, không sợ Trung Quốc nó cười, đúng không? Tôi chỉ hỏi bạn nè, thứ nhất nền kinh tế bị thiệt hại nhiều, nợ công nó nhảy từ hai mấy ngàn tỷ nó lên 30 ngàn tỷ rồi đam đi, nó người chết mấy trăm ngàn người rồi đam đi, người bệnh đó thì mấy người bệnh nhiêu tay, người bệnh thật sự bạn giờ không thăm theo dõi luôn, 10 triệu cho ta thay luôn. Nó chắc tôi theo dõi bên Mỹ nhiều quá tôi chán luôn các bạn. Bây giờ nó hiện cái bệnh Covid tới 10 triệu chưa, mà bây giờ còn dám nổ đưa lương thực trợ cấp đồ ghê vãi,
xin lỗi các bạn vì dùng chữ vải hay trổ, nói ra ông xã Trung Quốc nó cười. Vừa vừa sống trên đời phải có liêm sĩ bạn ơi, người Mỹ người ta liêm sĩ nhau, còn mấy cái thằng mà cù Mỹ nói tiếng Việt như bạn nó gọi nó bần tiện hết nhiêu à, nói không binh được chỗ nào luôn á trời. Còn bây giờ là Duy có được đi Mỹ đâu mà biết, tại bạn này nha các bạn. Cái câu mấy bạn nhớ nha, ngày hôm nay nó có một cái biến rất là lớn, mà nó có cái câu mà fan đưa idol về với Chúa, cái câu đó là của Duy nha các bạn. Bữa nay các bạn đi thả tùm lum diễn đàn hết rồi, thấy không được rồi đó, đúng không? Cái câu đó là câu của boss, cái câu mà nó là fan mà tiễn idol về với Chúa đó, là câu đó là của Duy Nguyễn. Nó Duy Nguyễn đưa cho bạn rất là nhiều cái câu hay, các bạn ghi vô sổ, nhưng mà các bạn không được quyền ăn cắp bản quyền nha các bạn, chơi vậy nó không có men nha. Câu đó của tôi đó nó, nhưng mà nhờ cái báo đó lên rồi cái bạn kia mới biết khen Việt Nam. Tự nhiên cái báo đó lên phát một đó, thì cái bạn kia bạn cũng lúc đầu bạn cũng sốc lắm, bạn cũng ghê lắm, nhưng mà tự nhiên giờ bạn post bài cơm bài này bài kia khen Việt Nam thì thôi, thấy một cái sự thay đổi cũng được đó. Chứ ngày trước á, là bạn nói là cái chỗ đẹp nhất của Việt Nam không bằng chỗ xấu nhất của Mỹ, là nghe thấy quế rồi đó, nghe cái đó thấy tầm bậy rồi đó, mà bữa nay bạn biết sửa đổi rồi. Nói chung là đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, không biết là bạn có thiệt không thiệt, nhưng thấy bạn sửa đổi là tích cực nha các bạn. Bữa nay khen cơm Việt Nam mà cơm Tây thua đồ. Thời buổi này giá cả cái gì cũng tăng mà sao lương không tăng vậy anh Duy? Tại vì em làm dở nên lương nó không tăng nha, chứ lương người ta tăng đều đều ông ơi. Bộ lẽ ông tăng lương đợi nhà nước tăng lương cho ông hả? Ông làm tăng năng suất đi ông điêu lương. Đúng là này là chắc thuộc dạng nói sợ đụng chạm nữa thôi, mà không nói khó nói quá. Ta làm mỗi năm ta điêu lương với giám đốc đàng hoàng. Dạ anh Duy, bên Mỹ người ta đòi kiện ông Trump vì tội kích động bạo loạn, mà theo lời ông Trump thì ổng không có kích động gì. Theo anh có phải là do fan Trump đưa idol về với Chúa hay là mượn gió bẻ măng anh ạ? À, cảm ơn anh. Đúng, chính là idol đưa Trump về với Chúa luôn, nên bây giờ làm cho Donald Trump bây giờ bị rất là nhiều vấn đề về cái những ngày tháng sau này. Nhưng mà thứ nhất á, là Donald Trump bây giờ là mất đi cái lòng nhân, tức là cái sự nhân mà cái tính chính danh, cái tính chính nghĩa nó không còn nữa. Mà đối với thiên hạ bây giờ người ta nghĩ là Donald Trump bây giờ là tội đồ của nước Mỹ đó, tại vì ông Trump này mà nước Mỹ bây giờ nó cực kỳ xấu xí, nó cực kỳ bẩn bựa, vậy thì nó đối phó những cái câu chuyện sau này rất là khó khăn. Mà bà Pelosi là bên phe đối lập á, bà nói là cái cú này bà không có tha đâu, cú này bà quất luôn đó. Lần trước bà quất một lần rồi, 2-3 năm trước bà quất một lần, nhưng lúc đó đó là thế của ông Trump nó còn mạnh đó, đảng nó còn bảo vệ. Còn bây giờ đó là thế ông Trump yếu rồi, mà không biết quất cú này nó gan sao nữa. Thì theo nguồn tin anh mới nhận được á, thì quất có hai cách quất. Một á là tước đi cái quyền tổng thống, tức là tổng thống là sau này có được người bảo vệ, được phát lương tiền hưu đó các bạn, giống như tiền về tiền hưu vậy đó, mà giờ cúp luôn đó, tước luôn cái đặc quyền đó là cái nhất. Cái thứ hai là tước luôn cái quyền mà gọi là chuẩn bị tranh cử vào năm 2024, tước luôn hai cái quyền đó. Rồi còn bây giờ xử á, nếu mà xử tội á, thì tùm lum cách xử luôn, thí dụ như có thể là kiện về vấn đề làm ăn kinh doanh này là ABC các kiểu. Rồi hoặc là bây giờ á, là cái bà mà bị bắn chết đó mấy em, cái bà mà bị bắn chết đó thì gia đình bà có thể kiện ông Trump đó, gia đình có thể kiện ông Trump cái tội là ông Trump này kêu gọi bà đi làm cho bà chết. Nó nhiều cái cách lắm anh, nói chung là thấy ông Trump bây giờ là nó cực kỳ khó, anh chỉ có thể nói như vậy thôi chứ anh không tiên đoán trước. Biden lên dễ gì không kiện, không cần Biden kiện, cái bà Pelosi là bà làm luôn nè. Ông Biden bây giờ ông làm tổng thống thì ông lo làm tổng thống thôi, chứ ông đôi co với ông Trump làm gì. Biden bây giờ cửa trên rồi, Biden không có cần phải đôi co với ông Trump nha. À, gì à, bạn này cỡ mày gặp Trump thì cũng phải dạ dạ thưa thưa chứ, ở đó mà mày đặt bậy mắc gì phải dạ dạ thưa thưa, yes no thôi chứ dạ dạ thưa thưa, nói chuyện đúng là cái phận chư hầu, đúng không các bạn? Mắc gì thì phải dạ dạ thưa thưa, không có dạ dạ thưa thưa khỉ khô, yes no thôi, lịch sự thôi. Ví dụ như mình nói chuyện với Donald Trump, thì Donald Trump là người lớn tuổi, là một tổng thống của Mỹ, Duy Nguyễn là công dân Việt Nam, thể hiện cái chữ hiếu, không phải chữ hiếu của ta, chữ lễ đó, thể hiện cái chữ lễ trước Donald Trump là đẹp rồi. Đồ cái thằng nói chuyện mẻ nghe như chư hầu, đúng là luồn cuối đi quen, luồn cuối từ đời cha tới đời con luôn, đúng không các bạn? Thứ nhất là gặp Donald Trump là người Mỹ, không có ông dạ dạ thưa không biết cái gì, nó rõ ràng là dạ dạ thưa không biết gì, yes no này nó nói chuyện đàng hoàng, người ta nói mình lắng nghe đó, lâu lâu mình gật gù một cái mình cười một cái,
xong mình đưa lá cờ Việt Nam cho cầm phất phất như nè đó, nhớ hình ảnh Donald Trump cầm lá cờ không các bạn? Như vậy là bảo đảm cho bạn, bạn ngoảnh mặt lại, bạn nhìn lại 96 triệu đồng bào, bạn không cảm thấy hổ thẹn. Đúng không? Còn ngược lại mà bạn gặp người Mỹ mà bạn dạ dạ thưa thưa cái kiểu lãng xẹt. Đúng không? Cái kiểu lãng xẹt không mang lợi ích quốc gia dân tộc như thể hiện cái thân phận luồn cuối. Thì nó có thiệt với bạn, bạn quay lưng lại, bạn quay mặt lại, bạn gặp 96 triệu đồng bào này có nước ăn nước miếng nha. Cái đó tôi nói thẳng. Cái gì đụng tới lòng tự tôn dân tộc, đụng tới cái này cái kia là Duy rất là kỹ. Tấm Duy đặng vậy đó, chịu chịu thôi à, không hay không gặp, làm gì ghê à. Đúng không? Làm gì ghê à? Ví dụ tôi gặp thủ tướng nữa tôi nó khác. Còn bây giờ tôi gặp tổng thống Mỹ nó khác. Gặp là vinh dự nhưng bắt tôi vậy tôi không chịu. Các bạn thấy tôi đúng không? Các bạn thấy quan điểm của Duy cứng không? Mình không ý đam tổng thống gì trơn trọi hết đó, nhưng mà cái gì nó phải vừa phải phải, mình nhỏ. Ông Donald Trump lớn, là kính lão đắc thọ. Thế thôi. Chứ còn dạ dạ thưa thưa là cái gì? Phải cha phải mẹ mà đâu dạ dạ thưa thưa, mà cái là hai quốc tịch nữa dạ dạ thưa thưa, ông hiểu cái gì? Vừa phải thôi bố. Ăn xin welfare đi quen. Vậy mày ngồi đây phê phán ổng cái gì? Ô buồn cười. Ố buồn cười. Bây giờ á tự nhiên cái chuyện thế giới không cho tao bình luận. Ô buồn cười. Ủa vậy cái quyền tự do ngôn luận nằm đâu? Hả? Cái quyền tự do ngôn luận nằm đâu? Thí dụ như tôi nè, tôi bình luận cho Donald Trump á, thì tôi là bình luận rất là kính trọng và khách quan. Đúng không các bạn? Rất là kính trọng và khách quan. Chưa có một cái câu nào mà tỏ vẻ mất dạy hết. Còn ngược lại á, qua bên Trung Quốc kìa, con người ta bình luận ông sao? Mày đi qua đó mày chửi người ta đi. Đúng không? Đúng là phản động biết lú luôn, thiệt tôi chán bạn ghê luôn, nói chuyện gì không có luận điểm gì chứ, không lý lẽ hết trơn rồi sao nói. Nó bạn thấy tôi chơi với bạn nhiệt tình chưa? Ủa tôi đam bạn rất tình cảm luôn. Duy mà làm thủ tướng hay bí thư chắc dân chết hết. Lý do sao chết? Thứ nhất là chắc chắn là tôi không làm được hai chức đó rồi đó, khỏi bàn. Nhưng mà nếu giả sử làm đi sao dân chết, nói nghe coi. Đúng là phản động, nói chuyện không cần lý lẽ thôi mà. Muốn vô muốn nói sao nói, muốn chụp mũ ai chụp mũ à. Vậy mà mở miệng đó đọc ra rã này nọ, tự do nhân quyền đồ ABC đồ, học mà học không tới chiêu. Nó vì ngạo mạn quá chết nha cưng. Nó thế tôi chỉ ngạo mạn với phản động thôi à. Còn đối với người bình thường tôi rất là khiêm nhường. Nhưng mà tôi không thể nào khiêm nhường trước phản động được, tại đó là hành vi luồn cuối. Tôi làm chuyện gì có lỗi đất nước tôi nhận. Còn thí dụ như tôi đứng trước các bạn, tôi đứng trước bạn là tư tưởng phản động, mà bạn nói tôi kiêu ngạo thì tôi chịu. Tôi có thấy tôi kiêu ngạo gì đâu, tôi chỉ nói chuyện với bạn bằng lý lẽ thôi. Bạn cãi không lợi rồi bạn lú rồi hả bạn? Chán bạn ghê đó, không thì bạn đi ra đi. Cái diễn đàn người ta mở người ta đâu mời bạn đâu, bạn vô bạn đưa mặt dày bằng lay nhay nữa. Tôi nói thiệt, không có nào chủ diễn đàn hiền như tôi đâu. Bạn qua đại diễn đàn khác là ăn chữ thề luôn rồi đó. Thấy tôi hiền quá, cái ăn hiếp làm tới à. Bữa gặp chị Cát Phượng cũng dạ dạ thưa thưa hàng. Đối với bạn hàng, nhưng mà đối với tôi là chuyện cần thiết. Đúng không? Tôi gặp người lớn hơn tôi là tôi luôn dạ luôn thưa. Còn tôi nói chuyện với người mà tôi chưa rõ tuổi tác, tôi cũng dạ tôi thôi luôn. Nó khi nào mà tôi phát hiện nó nhỏ hơn mình, cái gì khiều nó, ê đồ quỷ, không phải nhỏ hơn Duy Nguyễn mới sớm nãy giờ làm dạ muốn chết. Cái đó anh không hỏi xem nói, đó là cái tập cái nghệ thuật giao tiếp của Duy Nguyễn. Còn đối với bạn thì cại bạn, bạn cảm thấy dũng hay thấy hèn gì đó thì bạn cứ ra đường bạn đi chém lộn đi nha. Còn mình đó thì mình luôn như vậy, mình sống mình rất là biết kính trên nhường dưới. Bằng tuổi với mình mà mình không biết, mình cũng dạ dạ thưa thưa bình thường. Các bạn để ý Duy nói chuyện, Duy rất là hay dạ hay thưa. Cái đó là văn hóa mẹ Duy dạy từ nhỏ rồi các bạn. Học ở trong mấy trường xã hội chủ nghĩa đó, nó cũng vậy nữa nha. Nó trả lời cho bạn Thảo Trần được rõ. Châu Lê có cái động thái tích cực là nói chuyện ngoan ngoan rồi đó bạn. Nói chuyện biết lịch sự rồi đó. Cho mình hỏi theo Duy hiểu biết thì chắc chắn Trump thua chưa? Nếu hiểu biết thì cho mọi người biết nha. Tôi nói thẳng với ông á, Trump chắc chắn thua. Rồi đó, ông chịu không chịu cãi ông à. Bây giờ dám cá không? 10 triệu. Trump thắng á thì tôi đưa ông 10 triệu, Trump thua thì ông đưa tôi 10 triệu, thế thôi. Còn hiểu biết ở đây là cái gì? Hả? Hiểu biết như cái ông nội ngày lai hai lần hả? Hiểu biết như ông đó hả? Hay hiểu biết như ông kia? Hay hiểu biết như cái ông mà lai xong rồi đi bán xe cũ? Trời ơi, tôi chán bạn ghê luôn á. Bạn so về trình độ hiểu biết tại mình khiêm nhường thôi. Chứ mà mình nói thật lòng cỡ bạn không có cửa. Bây giờ muốn chơi làm sao? Thí dụ như Duy nói khiêm nhường khách sáo với bạn á, thì đặng vậy. Còn nói thật lòng, thôi về học thêm đi ông nội, ông có cửa. Nè, Tổng thống Trump đã có bằng chứng cả núi tội ác, ma quỷ đồ, tất cả sẽ bị nghiêm trị đồ, 10 ngày nữa sẽ biết quân đội Mỹ trung thành với Tổng thống Trump nghiêm trị tội ác thế nào. Xin phản động Châu Lê nhận các hạ một lại.
Không ngờ bây giờ là chủ nghĩa xã hội không tưởng nó du nhập qua Mỹ rồi mấy bạn. Mấy bạn nên nhớ nha, có cái chủ nghĩa xã hội, có cái chủ nghĩa xã hội không tưởng nữa. Nó còn cái chủ nghĩa xã hội của mình là chủ nghĩa xã hội khoa học. Nhớ không? Cái này là chủ nghĩa xã hội không tưởng. Đồ nghe đó này nha, đọc lại. Cái này rồi một lại là quá chuẩn rồi. Phản động châu Lê, tổng thống Trump đã có bằng chứng cả núi tội ác của đám ma quỷ. Tất đây tất cả sẽ bị nghiêm trị. 10 ngày nữa sẽ biết quân đội Mỹ trung thành với tổng thống Trump nghiêm trị tội ác thế nào. Đó, đây là một cái câu nó nằm ở trong những tín đồ cuồng tín của chủ nghĩa xã hội không tưởng đã du nhập vào nước Mỹ từ năm 1975 đến năm 2021. Đó là theo nhận định chủ quan của Duy Nguyễn, không cần chứng cứ. Đây là quan điểm cá nhân, không cần chứng cứ nha các bạn. Gì chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì hả? Nó khổ này ghê, đúng không? Dân ta phải biết xử ta, mà cái gì không biết thì phải tra Google chứ em. Đó, sẽ thích bà ra rồi, ok, đúng không? Vô dứt link Wikipedia đọc đỡ đi bạn. Chủ nghĩa xã hội không tưởng là một từ dùng để chỉ những làn tư tưởng xã hội hiện đại đầu tiên. Nó phải thừa nhận là xã hội hiện đại đầu tiên, mặc dù theo đúng nghĩa mà nói, mọi người sống tại bất kỳ một thời điểm lịch sử nào đều có thể là người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng. Từ này được dùng để chỉ những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng trong 25 năm đầu tiên của thế kỷ 19. 25 năm đầu tiên của thế kỷ 19 thì các bạn có thể hiểu rằng từ năm 1800 tới năm 1825 là 25 năm đầu tiên của thế kỷ 19. Rồi tiếp tục nha các bạn. Nó có mấy ông nổi tiếng lắm. Đó. Từ giữa thế kỷ 19 trở đi, những nhánh khác của chủ nghĩa xã hội đã vượt trội hơn so với phiên bản không tưởng về mặt phát triển trí tuệ và số người ủng hộ, trong đó có chủ nghĩa xã hội khoa học á. Những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng đã đóng vai trò quan trọng trong việc thành những phong trào hiện đại cho cộng đồng, định trước và các tổ chức tác gì đó. Cái này nó định nghĩa không rõ ba. Nó có những cái nhà sau đây nè, Thomas More, đúng không? Saint-Simon, nó Robert Owen, chứ phải là Michael Owen. Nói chung á thì cái chủ nghĩa xã hội không tưởng là chủ nghĩa xã hội nó mơ tưởng tới một cái xã hội nó không có. Thì nó kêu là chủ nghĩa xã hội không tưởng, nó không dựa trên khoa học, nó không dựa trên duy vật biện chứng. Này nó hơi triết chút mấy em. Đại loại là anh chửi đó nó khùng, vậy đi cho nó dễ hiểu. Xin lỗi các bạn, anh hơi nặng, anh xin lỗi bạn, anh không có chửi bằng khùng. À, bạn đó hơi bị gì ta? Bạn ấy hơi bị dũng từ gì bạn? Cái từ gì cho nó phù hợp này mà nó nhẹ nhàng nè. Nó mới khó chứ, điên thì cũng nặng. Mà dùng cái chữ xã hội không tưởng là nó đẳng cấp nhất rồi, mà bây giờ xã hội chủ nghĩa xã hội không tưởng nó lại không hiểu. Nói chung là nó mơ mộng về thế giới không có. Thế thôi. Anh chỉ biết nói vậy thôi chứ nó nặng mất công tổn thương. Khó đàm quá các bạn. À bị ảo tưởng cũng được, đúng bị ảo tưởng, bị quan tưởng đó. Nó bị ảo tưởng, bị quan tưởng đó. Cái xã hội đó ra trước, sau này cái chủ nghĩa xã hội khoa học nó vượt trội lên, đó, hiểu không? Mày lên có TikTok, có clip anh Duy Nguyễn quỳ lại phản động là căng ạ. Căng gì, không gài được đâu, để cái này ai chả quỳ. Nó mấy em có quỳ lại nó không? Nó là thuộc dạng quỷ luôn rồi chứ phải con người đâu mà không quỳ. Nói chuyện cái kiểu này ai dám không quỳ, đúng không? Bây giờ em nghĩ có nói chuyện cái kiểu này ai quỳ, đọc lại nè, tổng thống đó tất cả mọi thứ luôn, bằng chứng nộp tòa án đi, tại sao thua trắng án hết mấy chục cái đơn đó, các bạn trả lời tôi nghe đi, đúng không? Không phải là cái gì mà trơn, không phải đam các bạn gì á, nhưng mà tôi chỉ ra cái điểm đó đó, bà phản biện đi. Bây giờ bằng chứng cái núi đó sao nộp tòa án, tòa nào cũng chạy trơn vậy, đúng không? Một tòa chạy lỗi tại tòa, mà nhiều tòa chạy nhìn lại mình đó. Nó là gì, nó thẳng thắn thôi. Anh nghĩ gì về một số chính trị gia bang Texas đang đệ trình việc trưng cầu dân ý ly khai khỏi Hoa Kỳ? Thôi thì nằm mơ đi cu. Ở bên Texas con ông thượng nghị sĩ khá là cực đoan á, ở bên đó Texas một ông với Florida một ông, ly khai gì mà ly khai, làm lo làm đi, kiếm tiền trả bill đi, mẹ ly với trả khai. Ly khai hoài có ly đâu, hồi nào nói Cali cũng ly khai đó có ly đâu. Mai rớt em nó đi cưới chồng rồi phải làm sao đây anh, chúc phúc cho nó hay là đám cưới tạc sơn chồng nó? Bậy, tạc sơn chồng nó kiện em nhập kho nha em, không có được bạo động như vậy. Thì theo anh thấy là thôi giờ nó cũng chuyện gì nó tới đây mức đầy rồi, còn cái gì
còn gì nữa đâu mà khóc với sầu đó. Thì thôi em chúc phúc cho em nó đi, chúc phúc cho em nó hạnh phúc, rồi xong rồi cầm ly rượu uống vô đi cả ngà ngà chân 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 đực đá chân cái một cái, xong rồi cái lại thì thầm với tai chồng nó: chúc mừng bồ, bồ đã có được một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian. Xong rồi ngoảnh ngược ngoảnh ngoảnh mặt quay đi, đúng không? Bây giờ có hai phương án: một là em đọc bài thơ của TTKH: nếu biết rằng mai em lấy chồng, anh về cởi áo nhảy xuống sông, lòng tông uốn lượn thi nhau đáp, thử hỏi rằng em có tiếc không. Còn nếu mà không thích đọc dài mà không có giọng không được hay như Như Nguyễn á thì đọc hai câu khác đó, đọc hai câu khác đúng không: vạn sự trên đời này là của chung, hơn nhau ở chỗ first time tao xài rồi, thiện tai lời nói của kẻ say, các hạ không có kiện được đâu thiện tai. Nói giỡn thôi nha các bạn, đùa tí thôi cho vui nha. Anh bày nó mai làm thiệt là toan luôn, yên tâm đi, anh không bao giờ chỉ em nó sai pháp luật, đúng không? Anh nói em rồi, uống ly rượu vô đi chân đực đá chân cái này nọ kia dỗ dai đi, xong rồi quay quay lưng quánh mặt với ngâm thơ, đúng không? Chứ còn chứ ví dụ như em ngâm thơ mà em nhìn vô mặt chú rể là em đang khiêu khích chú rể, là cái tội đó là tội khiêu khích chết. Còn bây giờ em say rồi giống như em hát vu vơ vậy thôi, hát vu vơ này nọ kia tất cả mọi thứ, giống như than thân trách phận cuộc đời này nọ kia, giống như là Xuân Diệu vậy á: ta trách theo sau những đóa hồng, những nườn con gái sớm phai bông, những cô hay hãy còn đôi tám, xô đuổi tình yêu dội lấy chồng. À, thời anh Duy còn đang gắt mà thằng này nói anh ốc ốc trái nho mà gì, anh Đam nó rụng nụ rồi. Thì mỗi thời mỗi thế, ngày xưa thì anh Đam nó ngông cuồng, ngày xưa thì anh Đam nó ngạo nghễ, thì bây giờ anh hứa anh thay đổi thì anh phải Đam kiểu khác chứ, anh hứa thay đổi mà anh Đam y như ngày xưa thì đâu có thay đổi gì đâu, nói em hiểu không? Mà anh cái việc làm thay đổi của anh mà nó thật sự các bạn phải ghi nhận anh mới chịu, đó là anh mở cửa mã anh thả lóc, đúng không? Cái hành động mà mở cửa mã mà thả lóc thì bây giờ mình thấy cái hậu quả là bây giờ một đống thằng cẩu nó vô lại. Nhưng mà Duy cũng phải chịu thôi, mình có chơi có chịu, đàn ông có làm là có chịu. Duy đã chấp nhận á, mở cửa mã thì ngày hôm nay Duy phải chấp nhận để ngồi đó nói chuyện tiếp với mấy thằng cẩu nữa đó. Duy không nói nhiều, đối với Duy không có quyền tự do ngôn luận, Duy ít khi nào mà Duy nói có quyền tự do ngôn luận lắm, Duy tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người ta đó. Nhưng mà hả, đối với Duy á ngày xưa đó các bạn nhớ không, Duy có một câu rất là sốc: bạn có chịu hay không chịu nhưng mà bạn vẫn phải chấp nhận, tại vì bạn không có quyền để nói là bạn 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 đàm phán với tôi, bạn không có quyền để bạn nói bạn đôi co với tôi, mà bạn phải chấp nhận cái hành vi đồ tôi bạn nó. Ngày xưa anh sốc vậy đó bạn nó. Nhưng mà bây giờ đối lập với anh á, qua ngày hôm nay anh nhìn thấy á, anh lóc chưa ghê bằng kia đâu, thằng kia nói cái gì nó cũng lóc hết á, nên hôm nay anh không dám nhận là mình là thánh lóc nữa, tại vì thánh lóc là cái chuyện của ngày xưa anh thôi, mà bây giờ anh bỏ lóc rồi. Bạn thấy hôm nay anh có đưa ai 3 triệu nhiều chưa, trừ khi nào mà siêu mất dạy luôn á thì mới có 3 triệu thôi, chứ còn bây giờ nãy giờ vô diễn đàn tôi bạn chửi tôi như hát kia đó đó, mà Duy Nguyễn vẫn nói chuyện với bạn, vẫn tốn hết một muỗng gọi là amino nó, một muỗng amino là nó 20.000, với bình nước lọc 5.000 nữa, 25.000, ngồi để uống còn bao nhiêu đây thôi đó các bạn. Nó là Duy nghĩ là cái cuộc đời này Duy Nguyễn chơi với các bạn là quá đẹp rồi. Nói cho dù bạn là fan hay là anti-fan vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, Duy Nguyễn. Còn ngược lại, bạn qua diễn đàn của thằng kia coi, bạn comment không cần bạn sốc, bạn chỉ cần trái ý nhẹ thôi, nó tiễn bạn về với Chúa luôn. Đó, rồi nhiều bạn cứ vô mét khóc lóc với Duy: anh ơi nó tiễn em rồi anh ơi nó tiễn anh rồi, tới ai biểu mà vô nhà nó. Bây giờ có chơi á thì có chịu, chứ bây giờ mà vô nhà nó đã đợi nó tiễn mày mày về mày khóc. Đó, hiểu không? Nên Duy tính ra Duy còn dễ hơn rất là nhiều người. Nhiều khi mình nói ngày xưa luôn các bạn, mình là mình khẩu xà mà tâm Phật, khẩu xà tâm Phật cơ chứ. Mà anh em cứ không hiểu cơ, anh em cứ nói Duy dữ lắm, anh Duy sốc lắm, anh Duy này nọ kia không à, bao nhiêu tiếng xấu trên đời tụi em cứ dồn cho anh Duy không. Nhưng mà tụi em có nghĩ có thằng KOL nào, có thằng idol nào mà đi trả lời từng câu hỏi của anti-fan không? Anti-fan nó khịa, anti-fan nó xỉa xói, nó miệt thị, đúng không? Một con người như anh năm nay 36 tuổi rồi, nó trụ cột gia đình, niềm tự tôn của dòng họ, nó vô nó miệt thị bằng những cái từ này nọ kia nó. Nhưng mà các bạn thấy không, mình cũng thật sự như mình cũng không hiểu sao tại sức chịu đựng của mình nó dữ vậy đó. Thầy luôn.
này trải lòng nha các bạn, trải lòng thôi chứ còn mà chưa kể phản động đối xử tôi làm sao đâu. Nó ngồi nó dập tôi đủ kiểu hết, có thằng nó dập ác, có thằng nó dập thiện. Dập thiện là dập sao biết không, nó chia rẽ, nó chia rẽ tôi với bồ tôi, nó tố tôi rồi này nọ, là lúc bắt cá hai ba tay đồ, kẹp hai chân đồ, phải ngồi đó tôi điều đình thấy mồ luôn. Rồi xong rồi nó tố tôi phân biệt vùng miền, rồi xong rồi nó tố tôi phân biệt tôn giáo, nó tùm lum kiểu. Xong rồi nó chia rẽ người nghèo, nói ở Duy Nguyễn kỳ thị người nghèo này nọ kia các thứ ABC đồ. Nó phản động, nó đánh tôi trên mọi mặt trận đó. Rồi ở trong mặt trận của nhà tụi nó không á, thì nó chửi tôi bò đỏ chúa. Các bạn bị chửi bò đỏ là cái chuyện bình thường, nó chửi tôi cả bò đỏ chúa luôn đó. Nó tôi nói thiệt với bạn, nhiều khi cuộc đời này nó cảm giác như là mọi chuyện nó không do mình quyết định, mà mình phải sống ở trong một cái sự hỗn tạp của xã hội. Nói trong cái thang mà nó là thực tế là cuộc sống rồi, nó là như vậy. Nó chửi ra rã hàng ngày, nó nhắn tin, nó khủng bố, đe dọa, đâm chém đồ, nó cướp hiếp đồ tùm lum hết, thủ đoạn nào nó cũng có hết. Ạc cốc cũng có, ạc lon cũng có, ạc giả cũng có. Rồi xong rồi đưa mấy thằng điếm đàn nữa, đụng tới nó như bê đê vậy, nó như đàn bà, nó rì bọt ăn rồi nó rì bọt tôi biết nhiêu lần. Tôi nói thiệt với bạn, cái hành vi rì bọt chỉ con nít nó mới làm, ăn rồi rì bọt tùm lum la hết, rì bọt đã chớ vô đánh giá một sao đồ. Tôi nói thiệt với bạn, xin lỗi của bạn, cuộc đời nó quá khốn nạn với tôi, nó quá khốn nạn với tôi các bạn. Nó mà trong khi bạn thấy tôi nhận chịu rất là nhiều cái hậu quả đau thương mất mát mà tôi không hiểu tôi nói hết đó. Nó ngồi nó rì bọt tôi là thật sự với bạn, bảo rì bọt luôn, email nó bay tới bụp 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 bụp, xong rồi nó bảo gì bảo đánh giá một sao đó. Xong rồi chưa kể tới hồi mình gặp chuyện nó liên minh phe phái nữa, ba thằng ghét nhau hợp mình thành phe, nó đợi đâm nó chọt này nọ kia các thứ, nó nhai còn hơn bọn cỏ nữa.